Người chưa được định thì được an trụ trong định uẩn, người có ác tuệ thì an trụ trong tuệ uẩn, người không giải thoát thì an trụ trong giải thoát uẩn, người không giải thoát trí kiến thì an trụ trong giải thoát trí kiến uẩn, người chưa thấy thánh đế thì được chứng quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc độc giác bồ đề hoặc kế tiếp chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn học oai nghi thủ thắng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, khiến cho các hữu tình nhìn thấy không chán mà bỏ ác tu thiện, nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này Xá Lợi Từ, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ như vậy, khi nào ta mới được như bậc long tượng, với thái độ ung dung, đàng hoàng khi nhìn, khi im lặng, khi thuyết pháp cho đại chúng, thân khẩu ý nghiệp theo trí tuệ tu hành đều được thanh tịnh, khi đi kinh hành, chân không đạp đất, cách chừng bốn ngón tay, muốn được những việc ấy, nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ như vậy, khi nào ta được vô lượng trăm ngàn câu chi, na do tha trời tứ đại thiên vương chúng, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, cùng nhau đi đến gốc cây bồ đề. Chúng trời đó đem áo trời làm tòa ngồi, ta ngồi kiết già trên tòa ấy, ta được trang sức những tướng tốt đẹp, rồi vỗ xuống đại địa, làm cho thần đất và quyến thuộc của họ cùng một lúc vọt hiện, chiến thắng quân ma oán, được chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Từ đó về sau khi ta đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, thì đất chỗ đó đều thành kim cương. Muốn thành tựu việc đó nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ như vậy, khi nào ta từ bỏ gia đình để xuất gia thì ngày đó chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và cũng ngày ấy truyền diệu pháp luân làm cho vô lượng vô số hữu tình xa lìa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, lại khiến cho vô lượng vô số hữu tình diệt sạch các lậu, tâm tuệ hoàn toàn giải thoát, cũng làm cho vô lượng vô số hữu tình đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chứng bất thối chuyển. Muốn thành tựu việc này nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ như vậy, khi nào ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có vô lượng vô số thanh văn bồ tát làm chúng đệ tử, một khi ta nói pháp khiến cho vô lượng vô số hữu tình chứng a la hán ngay tại chỗ, lại khiến cho vô lượng vô số hữu tình ngay chỗ ngồi đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chứng bất thối chuyển. Muốn thành tựu việc này nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ như vậy, khi nào ta được sống lâu vô tận, được trang sức bằng vô biên ánh sáng tướng tốt, người thấy không chán khi đi, mặc dù có ngàn cánh hoa sen nâng đỡ chân, nhưng khiến trên mặt đất lại hiện bánh xe ngàn căm, khi kinh hành cất bước thì làm cho đại địa chấn động nhưng không quấy nhiễu hữu tình ở trên đất, khi muốn quay nhìn thì toàn thân đều chuyển theo, nơi mà chân đạp lên đều là kim cương, giống như bánh xe di chuyển theo đất. Những chi tiết của toàn thân đều phóng ra ánh sáng chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương, chiếu đến chỗ nào thì làm cho hữu tình nơi ấy được lợi ích lớn. Muốn thành tựu việc này nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ như vậy, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện cho chỗ cư ngụ đều không có tên của tất cả tham dục, sân giận, ngu si, vân vân, hữu tình cõi đó hoàn toàn được trí tuệ sáng suốt, nhờ năng lực trí tuệ đó mà tư duy, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, xa lìa các phóng dật, siêng năng tinh tấn tu phạm hạnh, từ bi hỷ xả, không xúc não, đến hữu tình giống như cõi Phật khác, há không tốt thay. Việc giáo hóa đã chu tất, sau khi nhập niết bàn, chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, luôn làm lợi ích lớn cho hữu tình.
muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nguyện cho tất cả hữu tình trong vô lượng hằng hà sa số thế giới ở mười phương, ai nghe đến tên ta đều được chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nếu muốn được vô lượng vô biên công đức thù thắng này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 479.